Nè con, chịu về rồi hả? Con gái xinh đẹp của mẹ, con biến đi đâu cả đêm vậy hả? Không biết là đã hạ giá đi đâu vậy? Mẹ, chị Me vừa mới về tới, đừng kiếm chuyện mà mẹ. Buông ra đi. Thấy không, mùi nồng nặc luôn, chỉ toàn mùi nhang thôi. Nè 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 nè, mẹ biết ngay là con không có đi đâu hết. Con từ Nghĩa Trang về đây phải không? Hả? Mẹ, mẹ cũng giỏi lắm. Mẹ cũng biết mẹ đi đâu về. Giờ thì mẹ đừng có hỏi mẹ gì nữa hết nha. Mẹ mệt, mẹ cần phải lên phòng nghỉ ngơi rồi. Mẹ à? Mẹ à? Con đi đâu vậy hả? Mẹ không cần phải đi theo đâu mẹ. Ui, buông ra. Mẹ. Mẹ à? Mẹ ơi. Nè. Mẹ. Mẹ à? Con có thể ngủ được hay sao? Hôm nay con tự ý bỏ việc, con có biết là mất bao nhiêu tiền hay không hả? Mẹ nói cho con biết, tiền lãi không có ngày nghỉ như con nghỉ để đi giếng người chết đâu. Thôi đủ rồi mà mẹ. Hôm nay chị Me muốn nghỉ ngơi một chút thì mẹ để cho chị nghỉ ngơi đi. Chị Me làm việc vì nhà mình cả đời rồi. Gia đình mình có nhà cao cửa rộng, có bao nhiêu chiếc xe, có tiền mua sắm thoải mái theo ý của mình là nhờ ai chứ hả mẹ? Là nhờ chị Me hết đó. Mẹ biết là chị gái của con mệt, nên mẹ mới thường nói với chị gái con là nếu không muốn làm việc thì làm vợ đại gia chứ gì. Đặc biệt là đại gia như anh Pháp, vì anh Pháp nhất định sẽ giúp mẹ xóa nợ. Cậu ấy không phải là người cho con giỡn mặt đâu. Vì cái tính tình như vậy cho nên mẹ mới không muốn cho con đi giếng phát đó. Vì con không quên được nó cho nên con mới lì lợm như vậy. Mẹ, mẹ đừng có trách anh Phát nữa. Không liên quan gì tới anh ấy hết. Dù mẹ có tin đồn hay không với đàn ông thì ai ai cũng nghĩ mẹ là cô diễn viên lẳng lơ rồi. Thì mẹ cũng biết đó, đó không phải sự thật mà. Mẹ chưa từng tùy tiện với đàn ông nào hết. Vậy cho nên mẹ đừng có ép mẹ bán thân nữa. Nè, mẹ à, con ép mẹ đó hả? Vậy thì lúc mẹ ép con có chịu nghe mẹ hay không? Mẹ nói với con bao nhiêu lần rồi, không được đi tìm thằng Phát. Năm nào tới ngày này con cũng đi giếng nó. Vậy thì bao giờ con mới quên được nó đây? Con có muốn hạnh phúc hay không? Nếu như con muốn hạnh phúc thì con phải quên nó đi. Không phải chỉ có một mình mẹ muốn mẹ quên đâu. Mẹ cũng muốn quên anh Phát, nhưng mẹ không quên được mẹ à. Con không có quên được, bởi vì con thích nghĩ nó là người anh trai tốt bụng ở cạnh chăm sóc con lúc ba con mất. Anh Phát giống như cầu vồng của con. Phải, cầu vồng rất đẹp, nhưng dù con có chạy theo nó tới đâu thì cũng không đời nào chạm được tới nó. Bởi vì nó chỉ là ảo ảnh thôi, con hiểu không? Chỉ là ảo ảnh, quá khứ cũng vậy. Cho dù con nhớ nhung nó như thế nào thì cũng không đời nào quay lại được. Con có hiểu hay không hả? Mẹ, đủ rồi bà mẹ. Chị xin mẹ đó, đừng nói về chuyện đó nữa được không mẹ? Con cũng vậy đó. Nói với chị gái của con đi, phải quên nó đi thì mới được việc. Thằng Phát đã chết 20 năm rồi. Đã 20 năm rồi đó. Bây giờ nó đã đào thai thành chó thành mèo ở đâu rồi, con có biết hay không? Tại sao con phải cứng đầu như vậy chứ? Tại sao con vẫn cứng đầu như vậy chứ hả mẹ? Bởi vì việc mẹ làm với anh Phát xấu xa tới mức mẹ không thể quên được. Mẹ thừa biết là dù mẹ cầu xin anh Phát quay lại để mẹ nói lời xin lỗi thì anh ấy cũng không quay lại. Mẹ biết tất cả, nhưng mẹ không thể nào quên được. Vì mẹ chính là người khiến anh Phát phải chết đó mẹ à. Xin chào anh Phát. Những dòng chữ này là mẹ cố tình viết cho anh để nói là anh Phát không cần viết thư cho mẹ nữa, vì mẹ sắp được làm việc trong giới giải trí. Mẹ có rất nhiều bạn mới và chắc sẽ không có thời gian nói chuyện với anh Phát nữa đâu. Mẹ cảm ơn vì anh Phát luôn chăm sóc cho mẹ, nhưng từ bây giờ mẹ không cần anh Phát chăm sóc nữa.
tạm biệt. Phát! Phát à! Phát à, ăn cơm đi con! Phát! Phát! Phát à! Con bị sao vậy? Tỉnh dậy đi con! Phát! Phát! Phát à! Anh ơi anh! Con bị bệnh rồi nè! Anh ơi! Anh lấy xe ra nhanh đi anh ơi! Phát! Dậy đi con! Con có sao không hả Phát? Phát! Ráng chịu một lát nha con. Ba và mẹ đang trên đường đưa con đi bệnh viện nè. Em mẹ, em mẹ có sao không vậy hả mẹ? Đừng nhắc tới con bé đó nữa. Con bị bệnh như vậy cũng là do nó gây ra nè. Con đã hứa với em mẹ rồi, con sẽ không bỏ em mẹ đâu. Nhưng con bé đó đã bỏ con rồi Phát ạ. Bây giờ con bé đó sắp trở thành diễn viên, sắp trở thành người nổi tiếng rồi. Nó có tiền, nó không cần con nữa đâu. Có nghe mẹ nói không hả Phát? Con không có tin, con không có tin đâu. Em à, giữ con cho chắc nha. Có chuyện gì vậy anh? Xe mất thắng rồi. Kể từ ngày anh Phát chết, mẹ chưa một đêm nào ngủ yên được. Mẹ vẫn mơ thấy anh ấy. Mẹ có biết là mẹ mơ thấy cái gì không? Mẹ thấy anh Phát rất giận mẹ. Vì lúc mà mẹ không có ba, anh Phát là người duy nhất ở cạnh mẹ. Còn ngày anh Phát không có ai thì mẹ lại bỏ rơi anh ấy mẹ. Tại sao lại im lặng? Vì mẹ cũng biết lý do phải không? Lý do mẹ phải bỏ rơi anh ấy. Mẹ không phải là con. Mẹ không nhớ mấy chuyện đó làm chi cho nặng cái đầu của mẹ. Chính vì mẹ thương mẹ. Mẹ làm như vậy vì mẹ thương mẹ. Điều gì làm cho mẹ hạnh phúc thì mẹ đều có thể làm, kể cả việc khiến cho người mẹ yêu nhất phải chết. Mẹ không thương mẹ cũng không sao hết. Nhưng mẹ chỉ xin mẹ một việc thôi. Mẹ đừng nhắc tới chuyện này nữa có được không? Phải quan bọc sớm mà tăng quay thù rầy. Gặp quan biết khăng nắn thì sẵn tâm lung bay. Hãy thơ tung xía chạy sẵn những khung trầm. Hàng lời mình nên nắn mì rú thật bên ngày. Rốt tông ghét ra căn thắng thì trập đuôi. Nhưng kia thương khẽ thơ ngạc rú thật bên ngày. คนยังฉันได้รันตรงไหนเป็นไปได้ไหมถ้าอธิษฐานแต่เงาสายรุ้ง
như anh Phát còn sống thì chắc là anh Phát sẽ nói mẹ cười lên. Vậy thì những chuyện buồn sẽ qua đi, phải vậy không? Vậy à? Cảm ơn cô nhiều nha Phan Đao, vì đã gọi báo với tôi. Metini, nếu là người đàn ông khác thì chắc đã không dám lưu tên thật của người phụ nữ khác đâu, đúng không? Nhưng mà anh dám làm, vậy chắc anh đã chắc chắn là không ai làm gì được, đúng không? Xin chào cô Wellphone. Không biết là cô tới đây để tìm tôi hay là tới kiểm tra hoạt động kinh doanh của gia đình cô vậy? Nghe nói là anh đã không về nhà ngủ cả tuần rồi. Anh đã ở đâu vậy? Tôi ngủ ở trên. Cô cũng biết tôi là người đơn giản mà. Nếu làm việc ở đâu mà thấy mệt và lười về nhà thì tôi sẽ ngủ ở đó luôn. Tôi là người không có dây xích cổ, nên cũng không cần phải về nhà giữ nhà theo lệnh của chủ đâu. Tôi biết anh vẫn chưa đeo dây xích cổ. Tôi cũng biết rất rõ anh là loại chó nào mà. Trung thành với người có ơn, nhưng không trung thực với người yêu. Tôi á hả? Không trung thực với người yêu sao? Tôi cũng chưa thấy có bất kỳ ai nghĩ bản thân là người yêu của tôi. Chỉ có nghĩ bản thân là người có ơn mà thôi. Nên anh ra vẻ là người tốt, đi nhà thờ cúng thay nữ diễn viên đó để lấy lòng cô ta, thì biết đâu cô ta chịu họp báo gọi anh là người yêu của cô ta đó. Ghen à? Anh tưởng bản thân có gì để sánh với tôi sao, nên mới dám nghĩ là tôi ghen tuông vì anh? Nếu cô nghĩ tôi không bao giờ có thể sánh bằng cô thì buông tha tôi đi. Thì anh cứ rời khỏi khách sạn của tôi đi. Nếu tôi thật sự rời khỏi đây thì cô có trả lại cổ phần cho tôi hay không? Tôi đã cho ai cái gì thì cũng có thể lấy lại được. Nếu một ngày nào đó nếu thật sự tôi trả cổ phần cho cô thì cô sẽ làm gì? Anh không dám đâu. Tôi đã nói rằng tôi biết anh là loại chó nào rồi mà. Anh là loại chó không bao giờ bỏ rơi người có ơn với mình. Không chắc đâu. Một ngày nào đó tôi gặp được người phụ nữ tôn trọng tôi và làm cho tôi hạnh phúc mà không hề quan tâm tới chức vị hay tiền bạc của tôi thì có thể tôi sẽ trả lại toàn bộ cổ phần cho cô. Và tôi tin chắc rằng ba của cô cũng sẽ hiểu cho tôi thôi. Vậy thì chúc anh sớm gặp được người phụ nữ đó nha. Làm sao cô biết là tôi vẫn chưa gặp được chứ? Dạ thưa anh Phong. À chị. Sếp đang gọi cho anh.
Ba tôi gọi sao? Ba, con chào ba. Bây giờ đó mới có 4 giờ sáng thôi mà. Sao ba lại thức dậy sớm quá vậy? Thì muốn nghe con trai của tôi kể chuyện ở Thái đó mà. Là vậy sao? Không phải là cậu Jay đã báo cáo mọi việc cho ba hết rồi hay sao? Nhưng mà ba muốn nghe Phong kể chuyện hơn. Sao hả? Không muốn nói chuyện với ba sao? Ba đừng có nói vậy mà ba. Đừng quên ba là người duy nhất biết hết tất cả mọi chuyện của con. Nếu như không có ba thì sẽ không có con của ngày hôm nay đâu. Vậy tại sao con lại không muốn nói chuyện với ba được chứ ba? À, ba nghe nói là con đã dựng tình huống để cho cả phóng viên và xã hội phanh phui chuyện của Phốp phải không? Thì cũng như con nói với ba rồi đó. Mục đích mà con quay về đây là để tìm hiểu sự thật. Người nào không làm gì thì không cần phải sợ. Nhưng nếu ai từng làm gì thì phải chịu trách nhiệm. À, Phong nói như vậy là ám chỉ người khác nữa, có đúng không? Ba, còn ba thì sao? Con và các em không có ở nhà, ba có buồn không? Không phải là ngồi trồng cây cả ngày đó chứ. Nè nè nè, đừng có đổi chủ đề chứ. Ba biết là Phong đã trưởng thành, không phải còn con nít để ai muốn làm gì cũng được, nên mới tin tưởng để con về Thái tìm hiểu việc mà mình đã thắc mắc suốt 20 năm. Nhưng Phong cũng phải nhớ là những người này không hề bình thường. Đừng có chủ quan. Mà việc quan trọng nhất là đừng để cho bất kỳ ai biết được Phong từng là ai. Con biết rồi ba. Chiên à? Nè, mai Chiên không cần làm gì cho chị đâu. Vì sau khi quay xong, chị sẽ phải đi dạy các bạn sinh viên đi kết quốc. Ồ, chị me ngầu quá đi à. Làm cô giáo dạy sinh viên nữa. Mà mẹ có biết chị đi dạy không vậy? Chị không có nói. Chị lười nghe mẹ càm ràm lắm. Việc làm đầy đó đó, sao phải đi dạy tụi nhóc đó làm gì? Mà mẹ đâu rồi? Nãy giờ xuống không thấy mẹ đâu hết. Ờ... Có chuyện gì vậy anh Phong? Chị à, khoa của Pha tổ chức trình diễn thời trang có đúng không? Dạ đúng như vậy. Hình như là phải thuê người tới dạy đi catwalk có đúng không? Đúng vậy anh Phong. Vậy người tới dạy Pha đi catwalk tên là gì? Dạ, tên là Metini. À, ok. Cô Metini, tôi đã nói với cô rồi mà, chắc chắn hai chúng ta sẽ gặp lại nhau. Chuyện tôi kêu anh làm, anh đã làm chưa? Theo như những tin tức mà tôi tìm hiểu trên mạng xã hội thì chưa có tin tức nào hay hình ảnh gì của anh Song Yeok và cô Metini hết. Chắc chắn Song Yeok đã cho người xóa hết tin tức về hình ảnh rồi. Chắc là cũng không muốn cho ba tôi thấy. Nhưng mà đây là hình ảnh cuối cùng đăng tải đó. Đây là bác sĩ Phong Phan, em trai của Phong mà. Vào đi. Anh Phong chào anh. Anh dậy rồi hả? Không bị rối loạn múi giờ hay sao? Dạ chào anh Phong. Lâu quá không gặp anh rồi. Nhớ anh quá đi. Em nhớ anh thật sao?
Cũng biết là lâu rồi không gặp hả? Vậy rồi có đứa nào á tính sẽ qua thăm ba với anh hay không đây? Có không? Ờ, phải rồi Pha. Em đi tới trường như thế nào hả? Ai đưa em đi? Dạ là anh Phan. Anh Phan chở em đi rồi đi làm luôn đó à. Vậy nó đâu rồi? Nói đưa đi mà bây giờ chưa thấy đâu hết. Đang đợi ở xe rồi. Chắc là sợ không được đi làm. Vậy Pha đi trước nha. Chở anh Phan đợi lâu. Phải rồi Pha. Dạ. Hôm nay em nói là sẽ về nhà muộn có phải không? Dạ phải. Hôm nay Pha học đi cách quốc với chị Me. Chắc là về hơi trễ một chút. Nếu học xong mà phải về nhà muộn á thì anh thấy hay về nhà học ở nhà mình cũng được. Nhưng bạn của Pha đông lắm, vậy có được không? Được chứ. Như vậy anh cũng đỡ lo cho em hơn. Dạ được. Đi học đi. Chào anh. Tạm biệt. Tưởng chuyện như đó thì làm gì được tôi hả? Làm bất cứ cách nào để Metheny tới gặp tôi đi. Quân trưởng Jacobov đã thoát khỏi việc bị bắt vì các khởi tố liên quan tới thuốc viện, vì anh ấy bị dàn dựng vu khống dẫn đến hiểu lầm. Cuối cùng cũng tới rồi. Đúng lúc đang nhớ luôn đó. Nhớ quá đi mất. Nè, có khoảng 2-3 triệu gì đó cho mượn không vậy? Mượn làm cái gì mà nhiều dữ vậy? Thì lúc trước tôi đã lỡ hứa với cô Môn là tôi phải làm phước, nên giờ phải làm thôi. Nếu như tôi không làm thì sợ Phan Đao sẽ tung tin ra để chơi xỏ tôi và Mẹ. Đi mà nha. Mà tiền của cậu đâu hết rồi? Thì... Nè, cậu đừng có nói là cậu đem toàn bộ tiền bạc đi đánh bài trực tuyến hết rồi đó nghe. Thì mỗi lần chơi thì tôi sẽ thua. Thua thì tôi cứ muốn gỡ, nên tôi cứ chơi. Cuối cùng là rỗng túi luôn. Thấy chưa? Vậy nên cuộc đời cậu mới thành ra như vậy. Không bao giờ trả hết nợ cho cái tụi cho dây nặng lãi được đâu. Đừng có nói lớn tiếng có được không? Kẻo bà thần ở trong nhà nghe thấy đó, rồi nhảy lên với tôi nữa. Nè, cậu kêu tôi đừng lớn tiếng như vậy sao mà được hả? Mấy cái bọn cho dây nặng lãi mỗi lần không đòi được chỗ cậu thì qua chỗ tôi mà đòi nè, biết chưa? Vì tôi chính là người đưa cậu đi dây. Cậu đúng là không thay đổi gì hết à. Nè, tụi nó còn dọa tôi nữa đó, biết chưa? Nếu mà cậu vẫn không chịu trả tiền á thì tụi nó tới tận nhà đòi con gái cậu luôn cho coi. Nè, nợ tới 2 triệu lận thì tôi biết lấy đâu ra mà trả chứ. Nè, 2 triệu ở đâu ra mà 2 triệu? Là 5 triệu mới đúng đó. Ơi, không phải. Tôi nhớ là tôi chỉ vay có 2 triệu thôi. Cậu bị mất trí nhớ rồi có phải không? Nợ cũ là 2 triệu, rồi nhờ tôi đi mượn thêm 3 triệu nữa là 5 triệu lận. Chết rồi. Vậy bây giờ phải làm sao? Nợ cũ còn chưa trả đồng nào, bây giờ lại thêm nợ mới. Chết rồi, sao cuộc đời tôi xui xẻo như vậy chứ? Bây giờ phải làm sao đây hả? Chết rồi, khổ quá mà. Nè, Manthana. Nghe tôi nè. Dù có là vấn đề gì á thì vẫn luôn có cách giải quyết. Cho dù là tôi đây á không có tiền cho cậu mượn đi chăng nữa, nhưng tôi vẫn có cách giúp cậu giải quyết thôi. Cậu Pháp đã nhờ tôi nhắn lại với cậu là do cậu ấy hiểu lầm cậu thôi. Người tung tin khiến cậu ấy bị ảnh hưởng tới danh tiếng á là một người khác kìa. Alo, sao hả? Chào cậu Pháp, là tôi, Ban Gen nè. Ban Gen đã gặp Manthana rồi và làm theo những gì mà cậu Pháp căn dặn.
Xin chào em Pha. À, chị đang đứng trước nhà em rồi. Em đang ở đâu vậy? Chị Me à, Pha vẫn chưa về tới nhà. Chuyện là anh Pha anh chở Pha đi đường vòng ở đâu không biết nữa. Nè, tự nhiên lại gọi anh tới đón em chi vậy? Anh chạy từ bệnh viện tới trường xa lắm em có biết không hả? Càm ràm kiểu này thì lần sau không đón nữa đâu nha. Dạ được chị Me. Nếu chị Me tới rồi thì cứ vào nhà đợi nha. Chắc là Pha còn lâu lắm mới về tới nơi vì còn kẹt xe nữa. À, không sao đâu mà. Để chị ngồi trong xe đợi cũng được. Lát nữa gặp em nha. Xin chào cô. Anh... Nè, chúng ta từng gặp nhau ở khách sạn. Anh có nhớ tôi không? Chủ của ngôi nhà này dặn tôi ra đây mời cô vào nhà ngồi chơi. À, không biết là ai kêu anh mời tôi vào vậy? Xin mời. Cô vào nhà ngồi đợi đi. Xin lỗi cô. Hả? Cậu Phan và cô Pha đã về tới rồi. Xin mời. Chào chị. Chào chị. Xin lỗi chị để chị đợi lâu. Không sao đâu, chị cũng mới tới thôi. Xin chào cậu Phan Phan. Hôm nay không khám bệnh cho bệnh nhân hả? Chào cô Metini. Tôi mới về từ bệnh viện về đó chứ. Chị Me cũng giỏi thiệt đó. Chị mới gặp anh Phan một lần mà nhớ được anh Phan là bác sĩ. Không giống một số người kêu đi một đường nhưng lại đi một nẻo. Đã vậy nói gì cũng không nhớ bao giờ. Ok. Chị Me à, chúng ta bắt đầu tập nha chị. Để anh Phan thấy là Pha chuyên nghiệp cỡ nào. Đi thôi chị. Pha à, đừng có làm Me ngã đó nha. Anh Phan chờ đó. Đi thôi mọi người. Nè, thấy ánh mắt chị Me nhìn anh Phan không hả? Thấy chứ. Nếu như anh Phan không phải là bác sĩ và gia đình của ta không giàu có cỡ như vậy thì chị Me cũng không nhớ anh Phan đâu. Mình nghe mẹ mình nói là có mấy ông lớn muốn có được chị Me lắm, nhưng chị Me lại làm giá để đòi giá cao hơn. À, anh Phan ơi. Hả? Anh Phan nhờ cô giúp việc mang nước với bánh cho em nha. Kiểu này người ta gọi là nhờ có phải không vậy? Em không có nhờ, em ra lệnh.
Kiểu này còn ghê hơn. Nè, để anh làm cho cũng được, nhưng không phải là do em ra lệnh đâu nha. Mà anh làm gì có lòng đó, có hiểu không hả? Dạ cậu Phan. Hả? Cô Pha, cậu Phong đợi hai người ở phòng làm việc. À, anh nói ai? À, dạ là anh Phong. Anh Phong là anh trai của Pha. À, anh trai của Pha, có phải là chủ khách sạn không? Dạ đúng. Nói vậy là cô Metheny cũng quen anh Phong à? À, anh trai tôi vừa nước ngoài về, tôi không nghĩ là anh ấy quen biết ai cả. Hay là có ai quen biết anh ấy hả? À... Ê, hay là anh Chay nói với cô Metheny à? Tôi không có nói gì hết. Tôi chỉ đoán vậy thôi. Vì tên của anh ấy giống với chủ khách sạn mà tôi biết, nên tôi mới đoán thử. Không ngờ lại đúng thật. Cậu có thể nói cho tôi biết anh trai của cậu tên thật là gì không? À, anh trai của tôi tên là Phong đó. Chào Phát. Chào Phát. Hai đứa về rồi sao? À, anh Phong. Dạ chào anh. Cô Metheny à, đây là anh Phong Sathon, anh trai của chúng tôi. Anh Phong à, đây là cô Metheny. Hôm nay cô ấy tới dạy Pha và các bạn đi catwalk đó. Xin chào cô Metheny. Chào mừng cô đến với nhà của tôi. Cô cứ tự nhiên đi nha. Làm tốt lắm em Pha. Ok, đi về nha. Đến lượt người tiếp theo nào. Nhưng rốt cuộc là Pha nhà mình, làm sao lại quen cô Metheny được vậy? Không phải cô Metheny là diễn viên nổi tiếng sao? Sao có vẻ như hai người rất thân thiết với nhau vậy? Em có nghe Pha nói lại là trường học của con bé đã thuê cô Metheny về quay clip để quảng cáo cho nhà trường, sẵn tiện thì thuê cô Metheny về để dạy catwalk và để quảng bá chung luôn đó. Vậy cô Pha, sao lại quen với cô Metheny vậy? Ok, thử đi chậm lại một chút cũng được, không cần phải vội. Nè, sao vậy Phan? Bộ chuyện của em và cô Metheny rối rắm lắm hay sao? Phải nghĩ lâu như vậy thì mới trả lời anh được hả? Đâu có đâu, em chỉ thắc mắc thôi, tự dưng anh lại hỏi tới em vậy. Thực ra là em gặp cô Metheny lúc tới trường đón Pha thôi. Có nghĩa là em quen Metheny thông qua Pha sao? Vậy không biết là tình cờ quen biết hay là cố tình đây? Anh Phong nói gì vậy? Không có gì. Sẵn đây thì anh hỏi em luôn. Nếu như anh nói cả Phan và Pha về Mỹ cùng với anh ngay bây giờ, thì hai đứa em có đi không? Ôi, không có được đâu anh à. Pha nhất định sẽ không gặp nhà cho mà xem. Giờ em nó đang tận hưởng việc học, rồi ăn uống, đặc biệt là bạn bè nữa. Con bé Pha nó mến bạn bè lắm anh à. Vậy có nghĩa là cả Phan và Pha vẫn chưa muốn về lúc này, vì gắn bó với những người ở đây. Ok, nếu như vậy thì anh sẽ ở đây cùng với hai đứa. Anh Phong sẽ ở đây bao lâu vậy? Anh sẽ ở đây cho tới khi công việc của anh được hoàn thành. Lên đi em.
em có sao không đó? Không có gì đâu chị, em chỉ bị trật chân khỏi giày thôi. Vẫn may là anh Phan không thấy, không là bị chọc cho mà xem. Ôi, không cần ra thì anh cũng thấy. Tiếng trật chân lớn như vậy mà, anh ở trong nhà còn biết nữa. Anh Phan, anh lén xem pha đó hả? Ai mà lén xem pha hả? Ai? Anh đó. Anh lén xem nhìn bạn em luyện tập thì có, ai cũng đẹp cũng giỏi giang hết, sao phải lén xem người mẫu bị trật chân như pha chứ? Anh coi chừng đó. Hả? Hả? Cái gì? Tôi nghĩ pha không đi nổi nữa đâu, chân bắt đầu mỏi rồi, hay là nghỉ một chút đi. Được thôi, pha về mọi người nghỉ ngơi ăn uống chút gì đi nha. Dạ chị. Vậy thì mời mọi người xuống dưới nha, anh nói giúp việc chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho rồi. Mời mọi người đi đi. Mời cô Metheny nha. Được. Mời. À, đi đi, dẫn đường cho bạn đi. Hả? Cậu Phan à? Hả? Mẹ xin phép đi vào nhà vệ sinh nha. Cô đi đi, ở bên kia kìa. Ừ. Cô lên tìm ai vậy? Anh... Lẽ ra thì cô phải xin phép chủ nhà trước khi đi quanh nhà người ta như vậy. Hay là cô không cần quan tâm tới phép tắc, bởi vì cô có quen biết với Phan. Đúng là kỳ lạ mà. Mỗi lần gặp cô thì nghề nghiệp của cô đều không trùng nhau. Hôm nay cô làm giáo viên trình diễn thời trang. Hôm đó ở khách sạn thì là người giới thiệu bán hàng. À, vậy cô không gọi cảnh sát tới để bắt tôi sao? Tôi gọi cảnh sát đến bắt anh để làm gì? Tôi nghĩ rằng nếu như cô thấy tôi ở ngôi nhà này á, thì cô sẽ mau chóng gọi cảnh sát tới bắt tôi. Bởi vì hôm đó ở khách sạn tôi đã hôn cô. Lúc đó cô gọi tôi là gì ta? À, tôi đe dọa cô. Vì tính sổ với một người nào đó cũng có nhiều cách lắm. Đặc biệt là đối với một vài người nghĩ mình có quyền thế, muốn làm gì ai cũng được. Chỉ cần xử phạt theo luật pháp thì vẫn chưa đủ. Hay đó chỉ là cái cớ của người dẻo miệng, nhưng mà không dám làm gì hết. Bởi vì nếu như báo cảnh sát thì sẽ trở thành tin tức. Rồi thì người ta sẽ biết được là cô hẹn với ai và vào khách sạn làm cái gì. Tôi muốn nói với anh về chuyện tối hôm đó. Cô muốn tới cầu xin tôi sao? Rằng để tôi nói với Phan chuyện chúng ta hôn nhau à? Nè anh, hỏi thật nha, anh đến từ thời đại nào vậy? Chưa từng hôn phụ nữ lần nào sao? Vậy cho nên anh mới nói tới nói lui như vậy. Giống như con nít có được món đồ chơi mới rồi thì phải khoe khắp nơi. Chuyện hôn đó nháy mắt một cái là tôi đã quên mất rồi, nên mới không tính sổ với anh. Đúng thật là vậy. Tôi cũng quên mất rằng với loại phụ nữ giống như cô thì chuyện hôn đàn ông chắc vốn cũng bình thường thôi. Việc hôn người khác thật ra không hề bình thường đối với tôi. Nhưng mà tôi không nhớ là vì tôi không thích chìm trong quá khứ. Hơn nữa, nếu người tôi hôn không phải là người quan trọng thì tôi càng không nhớ. Được, cũng tốt thôi. Nếu như không phải việc hôn hít thì cô muốn nói tới chuyện gì? Thì chuyện tối hôm đó anh làm cho tôi phải nghi ngờ. Nghi ngờ gì? Chúng ta từng quen biết nhau phải không? Tại sao cô lại nghĩ chúng ta từng quen biết nhau chứ? Cô cảm thấy tôi quen sao?
Anh tìm ai vậy? Thì tìm cô Mẹ Thiên Y đó, đi nãy giờ mà chưa thấy quay lại nữa. Chị Mẹ chỉ mới đi vệ sinh thôi, mà anh đã tìm vậy rồi. Hay thật ra anh thích chị Mẹ rồi có phải không? Phải, anh thích đó. Ấy, sao anh lại dễ dàng thừa nhận vậy? Hả? Sao phải vòng vo làm gì chứ? Một người đẹp như cô Mẹ Thiên Y thì ai mà chẳng thích hả? Đi tìm cô Mẹ đây. Anh Phan, cô Mẹ Thiên Y đang ở đâu vậy? Tôi không hề thấy anh quen. Tôi cố suy nghĩ thế nào cũng không nhớ ra chúng ta quen biết nhau từ lúc nào, nên tôi mới hỏi anh là chúng ta từng quen biết nhau đúng không? Nên tối hôm đó anh mới gọi tôi như vậy. Tôi đã gọi cô là gì vậy? Anh gọi tôi là em Me. Tại sao anh lại gọi tôi như vậy? Nè cô, khi một người gọi ai đó là em thì họ phải thân thiết, quen thuộc, quý mến nhau ở một mức độ nhất định. Nhưng mà cô nói với tôi là cô không quen biết tôi, vậy tại sao tôi lại gọi cô như vậy được? Nhưng tôi nghe được. Nhưng đêm đó cô say. Đúng vậy, đêm hôm đó tôi say, nhưng tôi tin chắc là tôi nghe được. Cô có nhớ bản thân đã nói những gì vào đêm đó không? Cô nói là cô leo lên trên sân thượng để xem cầu vồng. Nhưng mà lúc đó đang là nửa đêm mà. Như vậy cũng cho thấy đêm đó đầu óc cô không tỉnh táo cho lắm, đúng không? Điều cô nghe được có thể là điều cô tự nghĩ ra thôi. Thôi được rồi, nếu anh khẳng định như vậy thì tôi hỏi anh một câu nữa. Anh nói với anh song giót là tôi mắc nợ anh. Tôi mắc nợ anh bao giờ? Tóm lại cô tới đây để dạy cho tụi nhỏ, hay là kiếm cớ tới đây gặp anh trai của học trò đi? Anh nói gì vậy? Nếu cô tới dạy học trò thì tôi nghĩ cô bỏ học trò đi lâu quá rồi đó. Còn nếu như cô chỉ lấy cớ để tới gặp anh trai của học trò thì tôi xin nói trước là hàng của cô không bán được cho đàn ông nhà này đâu. Tôi đang hỏi anh chuyện nợ nần mà. Tôi đang cảnh cáo cô về chuyện em trai của tôi. Anh Phong. Cô Mẹ Thiên Y. Phan à, sao vậy? À, không có gì đâu. Chẳng qua là em không thấy cô Mẹ Thiên Y ra ngoài ăn bánh nên em đi tìm thôi. Không biết là anh Phong cũng xuống. À, lúc nãy anh đang định xuống thì thấy cô Mẹ Thiên Y đang bị lạc đường, đã chỉ đường xong rồi. Cô Mẹ Thiên Y à, lần tới đừng có lạc nữa nha. À, vào tối hôm đó tôi gọi cô như vậy bởi vì có một người đã từng nói với tôi là anh ấy gọi cô như vậy. Ý của anh là ai? Có gì thì gặp sau nha. Nếu tôi có thời gian rảnh thì tôi sẽ kể cho cô Mẹ Thiên Y nghe. Mời cô. Xong rồi. Không định nghe điện thoại luôn hay sao? Đây là hộ chiếu mới của Phát. Kể từ bây giờ Phát sẽ có tên mới, tên là Phong Sa Thon, Louis Bonny. Nhưng đây là họ của chú mà. Đúng. Và đó sẽ là họ và tên mới của Phát. Vậy thì tại sao con phải thay đổi họ của mình chứ? Nói thật lòng thì chú muốn cái tên Phát chết đi cùng với những chuyện không tốt. Con sẽ ở đây với chú
và có một cuộc sống mới tốt đẹp và hạnh phúc. Cho dù con dùng tên mới thì con cũng sẽ không quên ba mẹ đã chết vì con đâu. Chú đã nói là không phải do Phát rồi mà. Đó là sự thật. Vì con lo lắng cho người khác hơn bản thân con, dù ai ngăn cấm đi nữa, con cũng không bỏ em ấy đâu. Nhưng mà em ấy lại bỏ rơi con. Phát à, bình tĩnh đi con. Em ấy bỏ rơi con nhưng con vẫn lo lắng cho em ấy. Nếu con chịu nghe lời ba mẹ khuyên thì đã không bị bệnh rồi. Tới mức ba mẹ con phải đưa con đi bệnh viện và qua đời vì con. Phát à, đừng có nghĩ như vậy. Đó là tai nạn mà. Tại sao người phải chết đi? Không phải là con chứ? Phát, con đã từng thích trồng hoa hồng, nhưng từ giờ trở đi con sẽ không trồng nữa. Cô Metheny, nếu như cô biết anh Phát, người mà cô từng bỏ rơi, đã quay về, thì cô sẽ cảm thấy ra sao? Tôi biết rồi mà. Ôi, căng thẳng quá. Tôi đã nói là tôi trả rồi mà, cứ đòi miết, đòi dơi như đĩa. Người mà cần gọi đến nhờ giúp thì lại không nghe máy. Hay nhỏ Me lại đi đâu với thằng Son Giót rồi? Phải làm sao đây? Không thể chậm trễ. Tới đâu hay tới đó thôi. Thực ra cậu Phôn Phan không cần tiễn Me về nhà đâu. Không có gì đâu, tôi chứ không phải nhỏ Pha. Thấy đồ ăn là bỏ luôn cô giáo. Nhìn cậu Phôn Phan và anh Phong Sa Thon không giống nhau lắm ha. Nếu Me không nhìn thấy tận mắt thì chắc Me cũng không tin hai người là anh em đâu. Tôi nghĩ chuyện này không có gì lạ đâu. Hầu như anh em nhà nào tính tình cũng không giống nhau. Ở một số gia đình thì mặt mũi người nhà còn không giống nhau nữa mà. Nhìn tôi và nhỏ Pha đi, tới mức cùng ba cùng mẹ nhưng vẫn cãi nhau mỗi ngày đó thôi. Nếu tôi và anh Phong khác nhau thì cũng không có gì lạ đúng không hả? Nghe cậu Phong Phan nói cứ như thể cậu và anh Phong Sa Thon không cùng cha mẹ sinh ra vậy đó. Vậy hả? Tôi nói vậy sao? Tôi đúng là tệ thật. Hèn gì con bé Pha cứ luôn chửi tôi là ăn nói không hiểu gì hết. Cô Mẹ ở lại ăn gì đã nha. Mẹ không ăn đâu. Mẹ đã hứa với em gái rằng hôm nay sẽ về nhà sớm rồi. Mẹ đi trước nha. Vậy cô về nha. Cô về sao? Cô Metheny, hôm nào rảnh có thể tới nhà tôi chơi bất cứ lúc nào. Có thể tôi sẽ kể chuyện của người gọi cô tên đó cho cô nghe. Gì vậy Chen? Chị chuẩn bị về nhà nè. Chị Me ơi, giúp em với chị ơi. Có chuyện gì vậy Chen? Chị Me, mẹ, mẹ. Xảy ra chuyện gì vậy cô Me? Mừng quá, Me nghe điện thoại của anh rồi. Anh có nên mở tiệc hay không ta? Me đã đi đâu vậy? Bây giờ đang ở đâu rồi?
đã ổn chưa? Mẹ đang đến bệnh viện nè. Đến đó làm gì chứ, có ai bị gì sao? Trang, chị mẹ. Hiện giờ mẹ sao rồi? Em xin chào anh Song Gió. Chào em. Bác sĩ nói mẹ không sao nữa rồi. Vết thương không quá sâu, bác sĩ đã xử lý rồi. Bác sĩ nói mẹ có thể xuất viện, nhưng mẹ xin được tiếp tục nằm lại để theo dõi. Bác sĩ cho mẹ về nhà, nhưng mẹ xin ở lại hả? Mẹ đang nghi ngờ điều gì đó, có phải vậy không? Mẹ cũng hy vọng không phải là điều mà mẹ đang nghĩ. Chị mẹ và anh Song Gió đang nghĩ gì vậy? Lát nữa đi lên trên, Chen và anh Gió đừng đi theo vào trong phòng nha. Chị mẹ à, chị Chen à, không cần đi theo đâu. Rồi em sẽ biết việc mà mẹ đang nghi ngờ là đúng hay sai thôi. Lần này là gì nữa đây mẹ? Ý con là sao đây? Mẹ cũng không muốn nghĩ xấu cho mẹ đâu, nhưng đây không phải là lần đầu tiên mẹ làm như vậy. Làm như thế này, ý con là sao? Khi mẹ mở công ty nhập khẩu đồ từ nước ngoài về, mẹ đã trốn thuế, bị gọi nộp thuế nhiều triệu bạc. Rồi mẹ trốn ra khỏi nhà, cho đến khi tìm được mẹ thì mẹ cũng quên luôn mẹ đang giận mẹ. Khi mẹ tham gia bán hàng đa cấp đến mức bị kiện, mẹ say và đứng trên cầu làm điệu bộ như là sẽ nhảy. Mẹ rất lo cho mẹ, đến mức quên là đang giận mẹ luôn. Rồi đến lần này thì lại rạch cổ tay. Mẹ còn nợ ai bao nhiêu tiền nữa hả mẹ? Có phải con nghĩ là mẹ đang giả vờ tự tử? Bác sĩ nói vết thương của mẹ không sâu, băng bó vết thương xong thì có thể về nhà. Mẹ à, nếu ai đó thực sự muốn tự tử thì không có các vết thương cạn như vậy đâu. Nè, vậy con muốn mẹ chết thì có phải không hả? Nếu đổi lấy bây giờ mẹ nằm ở trong nhà xác thì con mới tin mẹ, có phải không hả? Hả? Cái đồ con bất hiếu. Nếu như một người thật sự muốn chết thì không ai cắt tay mình ngay giữa nhà cho người khác thấy đâu. Phải khóa cửa phòng lại rồi treo cổ cho chết luôn chứ. Nè mẹ, mẹ em la lối quá chừng luôn. Mình nhận xem chị mẹ như thế nào vậy anh hả? Nè, bình tĩnh đi, không cần đâu. Có chuyện gì không anh Phong? Chê à, cậu theo dõi Metheny giùm tôi. Tôi muốn biết đã xảy ra chuyện gì. Dạ anh Phong. Con nghĩ mẹ rạch cổ tay là mẹ đang giả bộ có đúng hay không? Được rồi, mẹ sẽ làm cho con thấy. Mẹ sẽ tự tử trước mặt con cho con vừa lòng hả dạ? Làm đi mẹ, cứ diễn tiếp đi, mẹ đang chờ xem đây. Con nghĩ mẹ đang diễn sao? Được, mở mắt to ra xem đây. Mẹ đổi ý rồi sao? Mẹ không có đổi ý, mà mẹ nhớ ra là cắt cổ tay thì con sẽ không tin mẹ muốn tự tử, vì nó ở cách xa với tim.
Nếu mẹ muốn chết thì phải ở chỗ này. Đây. Phải là chỗ này. Mẹ làm đi. Nếu mẹ muốn làm thì mẹ cứ làm đi. Con thách mẹ có đúng không? Con không có cảm xúc gì hết. Con có biết không, mẹ tìm mọi cách để có thể kiếm được nhiều tiền là để muốn giúp con thôi. Lại nữa rồi. Lại quay về lý do cũ nữa rồi mẹ. Mẹ biết mẹ là người mẹ tồi tệ. Đến con chó còn nuôi con tốt hơn mẹ. Nhưng mẹ đã làm hết sức có thể rồi. Mẹ là người không có học vấn, không giống như những người mẹ khác. Mẹ chỉ là người phụ nữ làm công hát thuê mà thôi. Cuộc sống của mẹ rất thảm hại. Ở đâu cũng thảm hại như nhau. Mẹ làm vợ của ba con thì ba con lại chết sớm. Mẹ à, mẹ không cần phải nhắc đến ba đâu. Thôi đi, mẹ đừng có khóc nữa. Mắc nợ ai thì nói ra đi. Mẹ có mượn tiền của cậu Pháp, tổng cộng 10 triệu bạc. Chị Mẹ, mẹ sao rồi chị? Em hỏi mẹ hay là hỏi chị? Nếu em hỏi mẹ thì mẹ ổn rồi. Có y tá đến chăm sóc tiếp rồi. Chị em không cần phải ở lại trong đâu. Về nhà ngủ đi. Còn mẹ thì sao? Mẹ có ổn không? Nếu như mẹ có gì không ổn thì mẹ có thể rời khỏi phòng bình thường như vậy sao? Ai mà biết được chứ. Người như mẹ chỉ cần nhìn bề ngoài thì không biết được đâu. Vì mẹ giỏi che giấu lắm mà. Nếu nói mẹ không ổn thì là không ổn ở chỗ bây giờ mẹ rất là đói đây. Lại còn nhớ trò đánh trống lảng nữa chứ. Chen à, chị vẫn khẳng định về đồ ăn chen nấu là ngon số một thế giới luôn đó. Nhưng hôm nay chị mệt lắm rồi. Để chị đưa Chen về nhà, rồi thì chị xin phép ra ngoài tìm gì đó ăn rồi nghỉ ngơi nha. Chị Mẹ, Chen cũng giống như anh Song Giớt thôi. Biết rằng chị Mẹ nói là ổn, nhưng thật sự thì không ổn chút nào. Nhưng mà làm được gì chứ? Hỏi chị thì chị cũng nói là như không à. Vậy điều gì mà làm chị thoải mái thì chị cứ làm đi. Nhưng Chen chỉ xin chị một điều thôi. Em gái tốt bụng của chị, muốn bao nhiêu thì chị cũng cho. Chen chỉ xin một điều là đủ rồi. Lúc chị Mẹ giải quyết vấn đề gì đó, chị đừng giải quyết bằng cách uống rượu như mẹ có được không? Rốt cuộc là có chuyện gì? Mẹ của cô Metheny đang nằm trong bệnh viện. Vậy bệnh tình sao rồi? Theo như tôi kiểm tra thì bệnh tình không nặng lắm. Sau đó thì cô Metheny đưa em gái của mình về nhà, rồi đi cùng với anh Song Jot. Vậy sao? Ok, cảm ơn cậu. Dạ. Yeah. Mẹ thì đang không khỏe, đang nằm bệnh viện. Vậy mà vẫn có thể bỏ đi với đàn ông được hay sao? Tốt lắm. Đúng là rất tốt. Mẹ cất công xin xỏ con bé Chen ra ngoài ăn là để hít thở không khí trong lành. Nhưng sao anh Giót lại dẫn em đến đây vậy? Tại sao vậy anh? Sợ bên ngoài với em sẽ bị người khác bắt gặp hả? Anh cố tình dẫn em đến khách sạn này
là vì anh không muốn bất kỳ ai nhìn thấy nữ chính say ngã tới ngã lui mất hình tượng thì đúng hơn đó. Nhưng ở đây cũng có camera mà, không phải sao? Thì lỡ người trong cuộc muốn xem thì họ sẽ nhìn thấy. Chúng ta chỉ ngồi uống với nhau thôi, không có làm điều gì không tốt cả. Và họ sẽ không nói điều gì khiến chúng ta mất hình tượng đâu. Nè, người trong cuộc, ý là nói cô Well Fan có đúng không vậy? Cảm ơn anh Giót vì lúc nào cũng bảo vệ mẹ. Nhưng cho dù mẹ không sai đi nữa thì mẹ cũng không còn hình tượng gì để giữ rồi. Mẹ à, mẹ của mẹ không rạch cổ tay thật có phải không? Bà ấy chỉ diễn kịch để ép mẹ có phải không vậy? Tối nay mẹ ngủ ở đây được không? Bà ấy là bắt em làm gì vậy? 10 triệu là tiền công của mẹ hay là tiền đặt cọc vậy? Không phải đâu con. Nếu như mẹ không lầm thì chắc là mẹ đã dùng hết số tiền đó rồi nên mới tới mức rạch tay mình như vậy. Không có, mẹ không có xài. Mẹ đem đi đầu tư. Mẹ đầu tư cái gì mà tận 10 triệu? Đừng có nói đánh bài nữa nha. Mẹ không có đánh bài thiệt mà. Tôi đã nói với mẹ là không được đánh bài, không dây nặng lãi. Mẹ đều nghe con, mẹ không có làm. Mẹ chỉ dùng nó để chơi cổ phiếu thôi. Cổ phiếu? Mẹ, bao nhiêu tin tức nói người ta lừa bao nhiêu tiền trên đó mẹ biết không? Mẹ không coi hả? Tại sao vậy mẹ? Có xem hết đó. Nhưng mà người giới thiệu cho mẹ nó có thể tin tưởng, vì vậy mẹ mới bỏ ra tiền đầu tư vào thôi. Ai? Là Ban Giang phải không? Mẹ đã nói biết bao nhiêu lần rồi, mẹ đừng chơi với bà ta nữa, bà ta không có thật lòng. Nhưng mà Ban Giang lúc nào cũng giúp mẹ hết kia mà. Giúp mẹ là sao? Chắc bà ta là người lấy tiền của anh Pháp cho mẹ phải không? Rồi nói là mẹ mắc nợ để ép buộc mẹ kêu mẹ lên giường với anh Pháp chứ gì. Mẹ gọi như vậy là giúp thì là giúp cái gì? Không phải như vậy, không phải như con nghĩ đâu. Mẹ chưa từng nghĩ để mẹ lên giường với cậu Pháp. Mẹ chỉ muốn là mẹ tới năn nỉ cậu ấy dùng một bữa cơm với cậu ấy để gia hạn thời gian trả nợ cho mình thôi. Chỉ như vậy thôi ạ. Nếu như mẹ không đi thì sao? Nếu con không đi thì con cứ chuẩn bị tổ chức tang lễ cho mẹ đi là vừa. Nếu con không chịu gặp cậu ấy thì cậu ấy sẽ không nể tình gia đình mình nữa. Nếu như may mắn thì chỉ mình mẹ bị liên lụy. Nếu còn xui xẻo thì Chen sẽ cũng giống như mẹ. Mẹ đừng có hòng đem Chen ra dọa mẹ. Con muốn thử cũng được thôi. Vậy thì con sẽ biết là cậu Pháp chỉ hăm dọa hay sẽ làm thiệt. Alo, Ban Gen, là tôi đây. Tôi chỉ gọi để nói là con nhỏ mẹ nhà tôi đã đồng ý đi gặp cậu Pháp rồi. Hẹn cậu ấy sớm nhất có thể nha. Nè, bình tĩnh đi. Phòng của mẹ đây à? Ừ. Tự đi vào nổi không đó? Chuyện nhỏ thôi anh Giót. Anh Giót nói như vậy là chưa từng thấy me say sao? Trước đây chúng ta từng uống say tới mức phải bò về phòng luôn. Anh quên hết rồi hả? Hay là mẹ muốn về nhà? Để anh đưa về nha. Không, mẹ không về đâu. Giờ này mà mẹ về thì chắc chắn là sẽ bị em gái yêu quý tra khảo tới sáng luôn đó anh. Anh Giót về đi, không cần lo cho mẹ đâu. Anh ngủ ngon nha. Chúc em ngủ ngon.
Mẹ ơi là mẹ, làm như anh không biết là mẹ say tới mức đó vậy. Ba nhất định sẽ không sao. Ba phải ở cùng mẹ mãi mãi. Đừng khóc nữa con gái à. Đừng khóc nữa. Nghe lời ba nha con. Cho dù là hai cha con chúng ta không thể ở cùng nhau mãi mãi, nhưng mà mỗi lần con nhớ tới ba thì con hãy nhớ về những khi ba ôm con như vậy nè, mỗi lúc nha con gái. Con yêu ba nhiều lắm. Ba cũng yêu con nhiều lắm. Ba yêu con rất nhiều. Con gái của ba rất giỏi, con giỏi nhất trên đời này. Lúc nào ba cũng tin tưởng con hết. Lúc ba không còn sống trên đời này nữa, con sẽ là người chăm sóc cho mẹ và em gái, thay cho ba. Hãy hứa với ba nha mẹ, con phải là người chăm sóc cho mẹ và em con. Hãy ôm mẹ và em con vào ngày ba không còn trên đời này nữa. Con nhớ nha con, mẹ à. Con hứa với ba sẽ chăm sóc mẹ và em thật tốt cho ba. Con hứa với ba. Mẹ, ba yêu con gái. Con cũng yêu ba nhiều lắm. Mẹ sẽ thay ba ôm lấy mẹ và em. Ba đừng lo gì nhé. Mẹ đã trải qua bao nhiêu chuyện cho tới bây giờ rồi. Chuyện này cũng không làm gì được mẹ đâu. Cô Quê Phan cảm thấy như thế nào vậy cô? À, tôi chân thành cảm ơn tất cả mọi người vì đã bình chọn, giúp cho khách sạn chúng tôi trở thành The Best Hotel Gold Star trong suốt 5 năm liền. À, chúng tôi không thể nào đạt được điều này nếu như không có những nhân viên giỏi cùng với những quản lý xuất sắc trong ban giám đốc đã cùng nhau chăm sóc, xây dựng và duy trì chất lượng phục vụ của khách sạn. Nhưng cũng rất đáng tiếc là người quản lý của chúng tôi, anh Song Yot, không thể tham dự vào tối nay. Chẳng là anh ấy bận việc ở khách sạn. Cũng nhờ có anh Song Yot, từng phút từng giây của anh ấy đều dành để chăm sóc khách sạn và khách hàng của chúng tôi. Trên cương vị là người giữ cổ phần, tôi cũng xin thay mặt anh ấy gửi lời cảm ơn vì giải thưởng này. Xin cảm ơn. Tôi tới nhận giải thưởng một mình, còn anh thì ở khách sạn với con nhỏ Metini. Số của ai vậy? Dạ xin chào, bác sĩ Phan Phan nghe đây. Có bệnh nhân đợi gặp tôi sao? Là ai vậy?
Xin chào cậu, bác sĩ Phan Phan. Xin chào anh Phó. Bác sĩ cũng biết tôi sao? Tất nhiên là biết rồi. Anh nổi tiếng trên báo mà. Không phải là bác sĩ. Biết tôi từ trước rồi à? Tôi nghe nhân viên báo lại anh Phó tới đợi tôi từ sáng à? Thành thật xin lỗi anh. Ôi, không sao đâu. Tôi nghe nói bác sĩ đây chính là một bác sĩ giỏi, luôn quan tâm và hết lòng vì bệnh nhân. Cho dù bác sĩ có tới trễ hơn thì nhất định tôi cũng đợi để gặp bác sĩ. Không biết là hôm nay anh Phúc thấy tình hình sức khỏe như thế nào? Tối ngủ thì không được, ăn cũng không ngon miệng, còn đau đầu nữa. Chắc là căng thẳng vì tin tức bị vu khống đó. Chuyện này là sao vậy? Mọi người trật tự đi. Mọi người giữ trật tự đi. Xin mời anh đứng đầu cảnh sát cho lời khai. Xin mời anh. Tại sao lại ở đây vậy? Có thật như vậy? Sự thật là như thế nào vậy? Anh ta biết được không hả? Anh ơi, cô ấy là ai vậy anh? Anh nói đi. Trả lời đi. Cô ấy là ai vậy? Nếu như vậy thì tôi xin phép được kiểm tra. Hít thật sâu vào nha. Anh trai của bác sĩ là chủ khách sạn đúng không? Dạ đúng vậy. Vậy thì cũng tình cờ quá. Anh nói tình cờ là sao? Thì tình cờ là chuyện xảy ra vào tối hôm đó lại ở khách sạn của anh trai của bác sĩ. Tôi vẫn chưa hiểu ý của anh Pháp cho lắm. Thì tình cờ là chuyện xảy ra với tôi lại liên quan tới những người xung quanh bác sĩ đó. Người phụ nữ mà hẹn tới gặp tôi cũng là người bác sĩ quen biết. Có nghe rõ không? Chắc là không nghe rõ rồi. Vậy xem cái này đi. Tôi đã nghe rất rõ, nhưng tôi e là tôi vẫn không hiểu những gì anh Pháp đang nói rồi. Anh không hiểu những gì tôi nói sao? Ok, có thể nói hơi nhanh một chút cho cậu hiểu nè. Vậy để tôi bắt đầu lại nha. Anh Pháp nói sao chứ? Nhắn lại với anh trai của cậu là tôi không quan tâm hắn ta và nhỏ Metheny có thông đồng để làm tôi mất mặt hay không. Nhưng nếu ai dám đụng tới tôi thì tôi sẽ xử lý hết từng đứa một. Nhớ cho kỹ vào. Gọi cho Manthana đi. Nếu lần này cô ta không chịu tới gặp tôi thì tôi sẽ xử lý Manthana luôn đó. Sao rồi? Trái đất với đầu của mẹ cái nào nặng hơn vậy? Đầu mẹ nặng hơn. Uống đi cho tỉnh táo. Anh có gọi cháo cho mẹ nữa. Ăn một chút để con có sức làm việc nha. Pluat tìm mẹ từ sáng sớm đó. Vậy anh Giáp có gọi
món rau muống xào không vậy? Mẹ làm sao vậy? Mẹ muốn ăn hả? Mẹ gọi cho anh Giót đó. Không phải anh Giót thích hả? Mẹ nhớ anh thích ăn món gì luôn hay sao? Trái ngược với một số người, ở với anh đã lâu rồi nhưng không hề biết anh thích gì hết á. Cứ vậy thì nói sao không yêu được. Sáng nay Trang là người đã mang quần áo mới tới cho mẹ, có phải không anh? Vậy lúc Trang tới thì có càm ràm gì về mẹ không vậy? Chuyện mẹ sai tới mức không về nhà đó. Em ấy không có càm ràm em mà chỉ càm ràm anh thôi. Chị mẹ vẫn chưa về hả anh? Cứ để chị ấy nghỉ ngơi đi. Còn quần áo của chị ấy thì Chen đã thay cho chị mẹ hết rồi. Quần áo cũ thì Chen sẽ mang về. Vì chị mẹ mặc áo choàng để ngủ đó.